Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một giá trị Suzuki Viva 125/2009, đối thủ đáng gờm của chiếc Honda Quay SX 2009. Suzuki Viva từng có thời kỳ bán ra với mức là vài cây vàng, giờ đây xuất hiện trong một cái diện mạo mới, có thể cạnh tranh với các khẩu khác trong cùng khúc xe số bình dân. Trước đây tại Việt Nam, Suzuki Viva được ví như những huyền thoại có thể sánh cạnh với những chiếc Honda Dream hay là Honda Future. Mẫu xe này từng có lúc được bán ra thị trường Việt Nam với mức giá lên tới là vài cây vàng. Cho tính tận hôm nay, Suzuki Viva 125/2009 đã tái xuất tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, diện mạo của chiếc Viva này trở nên là khác xưa với những chi tiết đồ họa mới, thể hiện được cái sự trẻ trung hơn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể chiếc xe vẫn giữ những nét bền chắc và thể hiện được cái thương hiệu xe máy của Suzuki mang đậm phong cách nội đồng cối đá. Nếu như ở Việt Nam, Suzuki Viva tái xuất với một cái phiên bản động cơ 115cc, thì một số nơi khác cái dòng xe này được trang bị cho mình cái động cơ là 125cc. Thoạt nhìn Suzuki Viva 125/2009 có những nét tương đồng với cái chiếc Honda Quay ES 2009, và chắc chắn rằng khi xuất hiện tại Việt Nam thì cái dòng xe này có khả năng cạnh tranh sòng phẳng những dòng xe gia đình như là Honda Quay và có thể là cả cái chiếc Future 2009. Yes, 125 độ cực kỳ đẹp với hơi thở R9 Titan đầy kiêu hãnh. Yamaha Yaris 125 vẫn là dòng xe hai thì đang làm mưa làm gió thị trường Đông Nam Á. Vừa được bị ngừng sản xuất tại trường Malaysia thời gian gần đây đã khiến những chiếc xe mới 100 của cái dòng hai thì này đội giá lên tới gần 300 triệu đồng ở thị trường Việt Nam. Khoác trên mình cái dàn áo tem đấu vô cùng hợp cách, phần đuôi xe được bỏ đi cái ốp biển số và cái phía bên trong nhìn tựa như các dòng xe chạy trường thực thụ trong những cái giải đua. Bên cạnh đó, chủ xe còn trang bị nhiều món đồ chơi từ các hiệu nổi tiếng. Trang bị cụm thắng Acostato, thương hiệu đồ chơi cũng khá nổi tiếng, nhưng khi tự ra cái mẫu Rainbow thì đã được hạ giá và nhập Việt Nam nhiều hơn, thì mẫu tay thắng này dần dần mất khỏi thị trường và còn rất ít người đang sở hữu em nó. Đi kèm cùng chiếc bình dầu AMCC Mini làm cái ổ chứa dầu bổ sung cho heo trước. Cái cụm tăng tốc Domino có nhiệm vụ rút ngắn hành trình gia cho xe gia tốc nhanh hơn. Bỏ đi cụm công tắc, dùng cái cụm công tắc Hennewitz thích hợp đầy đủ những nút. Nhìn xuống trang chân trước thấy được góc ảnh quen thuộc, bộ dầu Rainbow logo nhỏ hai bên đã xứng được bắt vào vỏ phục thông qua phát heo, được làm bằng chất liệu nhôm là siêu cứng. Cái đĩa của Cafe có cái size là 260mm. Lòng đĩa này có 4 cái lỗ phụ hợp với cái mâm Daytona, không cần phải chế lại thất vọng. Cái giảm sau được cải thiện cái sự im ái hơn rất nhiều nhờ vào chủ xe dùng cái bột Colin bình dầu rời xuất xứ đến từ Thụy Điển. Tuy nhiên đa phần được sản xuất cho những dòng phân khối nhỏ để được gia công tại bên Thái Lan. Phía cái chân phục và bình dầu đều có những nấc tăng chỉnh giúp chủ xe kiểm tra được cái độ đàn hồi và độ nhúng. Phanh đĩa sau được trang bị heo dầu Rainbow logo lớn xoay ngược, đi kèm thất lòng CNC để ăn gian cái mặt đĩa ra ngoài nhằm tạo ra khoảng trống cho heo dầu Rainbow logo nhỏ hai bên xứng. Không cả và cái phần mâm xe, hoặc ta có thể là ăn gian cái size đĩa lớn hơn thì sẽ không phải làm thất lòng CNC. Sử dụng cái hở của R9 Titanium đem lại cái hơi âm thanh ấn tượng hơn cho xe. Bầu hơi cũng làm lớn hơn, nghi ngờ chủ xe đã làm lại phần nội công hay là cần một cái bình lớn hơn để chứa hơi. Trang bị cái phục Colin bình dầu rời, một thương hiệu đồ chơi giảm sóc và trợ lực có xứ đến Thụy Điển, chuyên cung cấp cho những chiếc phân khối lớn. Đối với những dòng xe nhỏ được sản xuất ở Thái Lan và gia công trực tiếp